Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em lại kênh Bất Sản Việt Ngày Hôm Nay. Hôm nay em chia sẻ với anh chị một miếng đất vườn, hiện tại trồng dừa nha anh chị. Trước cái hình mình anh chị, mình di chuyển thẳng đường này hoài luôn á, là khoảng 500m đổ lại thôi là đụng tới đường nhựa Long Hưng. Ngay đó có trường tiểu học, trường trung học, chợ Chồng Hổm nha anh chị. Đó, di chuyển ra đó xong rồi về phải là về hướng quốc lộ 1A ra chợ Long Định. Còn quẹo trái đó về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho, về hướng chợ Vĩnh Kim nha anh chị. Đường này là khoảng là 2m anh chị thôi, đường nhỏ thôi nha. Cái này xe ô tô 4 chỗ khoảng nha, con cấp á là chạy được nha, còn xe bự quá lưu thông không được nha anh chị. Còn cái hướng vị trí đường ra này nè anh chị, mình di chuyển khoảng một cây rưỡi số là đụng tới đường nhựa Kinh Đào. Đó, đường đó đi thẳng ra quốc lộ A. Về hướng Thạnh Phú cũng được, về hướng Mỹ Tho cũng được. Đó, đường xa rất là thuận tiện cho anh chị lưu thông ha. Đất mình á thì là ngang là 21m, sâu vô là 50m nha anh chị. Đất mình nó hậu ra là 40m nha. Khá là đẹp nha anh chị, đất mình nó hậu nha. Vị trí đất mình ở đây đó là ấp Long Thạnh A, xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ha. Rồi từ cái đường đan em đang đứng đây này ha, còn di chuyển vô đường đất, đường này đường thông luôn nè anh chị. Trước trong hình mình á là đường thông luôn nha. Còn mình không có điền đó, mình vẹo điền này nè anh chị. Đây, cái đường này là đường đá xanh với đường đất ha. Cái đường này là có ranh giới hết rồi anh chị. Cái đường này là 2m nha. Đó, mình đi bộ vô khoảng 40m là tới vị trí đất của mình nha. Nếu mà anh chị di chuyển về trung tâm thành phố Mỹ Tho á, là di chuyển chạy xe khoảng 15 phút là tới nha anh chị. Đường xá rất là thuận tiện ha. Đường này thì tại vô đây thì ít nhà anh chị, nên được chưa có làm đường nha anh chị. Có cái tụ xi măng anh chị thấy không, bên màn hình đó là cái ranh giới ha, còn bên tay trái cũng có trụ nữa, để em quay trực tiếp cho trụ cho anh chị xem nha. Đây, cái này là trụ nè anh chị ha, bên tay phải ha là có trụ, bên tay trái cũng có trụ này ha, nó ranh giới hết ha. Cái đường này là 2m nha anh chị, di chuyển vô là 40m là tới vị trí đất mình rồi. Cái hướng đất mình là hướng đông nam nha anh chị. Hiện tại thì trồng dừa được có khoảng 1 tháng thôi đó, mới đặt thôi anh chị. Đất mình thì cao gáo bằng phẳng nha anh chị. Nè, cái đường đi vô đất mình anh chị thấy không? Khu này ta trồng vú sữa, bưởi, quà mít. Khu này là nhiều nhất nha anh chị. Vú sữa là đây là luộc Long Hưng, trồng nhiều nhất, với ở xã Vĩnh Kim là trồng vú sữa nhiều nha anh chị. Còn bưởi với dừa với mít á thì khu này có trồng nhưng mà ít hơn là vú sữa nha anh chị. Đây có trụ nè chị ha, ngay xe máy nè, có trụ xi măng này ha, tại ta chưa làm đường thôi. Vô khoảng có 40 mấy mét anh chị, tại vì do em đi bộ hơi chậm anh chị, sợ camera nó rung đó nên thấy hơi xa, nhưng mà thấy khoảng 40m thôi anh chị, không có 45m đổ lại thôi chứ không có xa nha anh chị. Nếu mà cô chú anh chị nào ở Sài Gòn á, mình di chuyển về đây á là khoảng 70 cây số nha anh chị. Nếu mà anh chị đi xe ô tô nhỏ thì chạy vô tới chỗ đường đan nãy em đứng á thì đi bộ vô ha. Thì nếu mà đi xe bự quá thì phải bỏ ở ngoài đường nhựa Long Hưng, ngay chỗ trường tiểu học Long Hưng á anh chị, và mình di chuyển vô đây bằng xe máy nha. Trên đất mình là sạch sẽ, không có màu mã gì trên đất anh chị, chị rất là yên tâm ha. Xung quanh kế bên đất mình cũng không có màu mã gì hết đó, đất mình sạch sẽ nha. Đất mình hồi xưa giờ anh chị, hiện tại thì đã ban mặt bằng đó, rất là cao gáo ha. Lúc trước trong đây đó chị là ta trồng một cái vườn chanh với một số cây vú sữa, giờ ta ban lại ta trồng dừa anh chị. Đây, đất mình khá đẹp anh chị, nhìn khá là tuyệt vời ha, cao gáo bằng phẳng anh chị ha. Hãy xin nhắc lại cái diện tích đất mình đó là ngang là 21m, sâu vô là 50m, nở hậu ra là 40m nha anh chị. Gia chủ ký gửi giá bán là 700 triệu một công nha.
À, giá này còn thương lượng chính chủ nha anh chị. Giấy tờ hiện tại thì gia chủ đang nằm ở nhà. Đó, giá này còn thương lượng, nếu mà anh chị thương lượng được cái giá hợp lý để mình mua thì mình ra công chứng luôn, không cần đặt cọc nha anh chị. Giấy tờ không có cầm cố hay là vay ngân hàng gì hết, anh chị cũng rất là yên tâm vấn đề đó nha. Nè, tới cái ganh bên đây nè anh chị, bên tay trái màn hình mình á, đó có cái tụ xi măng á ha. Đó, chưa kéo lưới nha. Đó, xung quanh thì cái đất mình á thì đã có tụ ranh giới rõ ràng hết. Đó, anh chị nhìn cũng thấy rất là rõ, rất là thông thoáng ha. Cái đường vô đôi đất mình là 2m anh chị. Rồi, trước cái đường đan nãy em đi di chuyển vô đây á cũng là 2m. Cách trường học tiểu học, trường trung học, chợ chỉ có là 500m đổ lại thôi. Đó, em di chuyển đường đan nãy anh chị rất là thuận tiện ha anh chị. Còn anh chị nào ở Sài Gòn á thì di chuyển về đây là khoảng 70 cây số mới tới nha. Đất mình sạch sẽ, không có màu mã gì hết anh chị. Đây, mỗi cái rãnh thì có một cái mương. Cái mương thì chỉ có hình như 3 cái mương thôi anh chị. Cái mương này cũng rất là cạn ha. Đó, lấy nước ra vô rất là thông thoáng. Cái này lên tổng diện tích là 1.600m² nha anh chị. Với giá bán là 700 triệu một công ha. Giá này còn thương lượng chính chủ ha. Giấy tờ thì gia chủ sẽ bao trọn gói cho mình luôn. Chi phí công chứng hay giấy tiền thế thì gia chủ sẽ bao trọn gói cho mình hết nha. Wow, một cái vườn khá là đẹp ha. Thì mấy cái dừa này thì gia chủ mới đặt vô khoảng 1 tháng đâu lại thôi anh chị ơi. Cũng còn rất là nhỏ ha. Thì đất này cũng tương đối là cao bằng phẳng anh chị. Nếu mà anh chị cắt cái nhà gọn gọn mình ở phía sau thì mình chăm sóc mình đặt thêm một mít hay là bưởi thêm anh chị. Tại dừa thì đặt rồi. Đó, về chăm sóc thôi, mình kéo lưới lại đó thì đất mình khá đẹp ha. Xíu nữa em di chuyển từ cái vị trí đất mình anh chị ra cái đường nhựa Long Hưng, ra chỗ mà chợ anh chị với trường tiểu học, trường trung học cho anh chị xem và theo dõi nha. Mong anh chị xem hết video này để mình biết cụ thể thông tin chính xác để mình mua đầu tư hay là cắt nhà ở hay làm vườn nha anh chị. Đây, em quay lên cái phía trên cái đất nãy mình di chuyển vô nè anh chị. Đất mình khá đẹp ha. Em quay cũng kỹ trực tiếp cho anh chị xem và rõ rồi ha. Rồi, để em đi ra ngoài đường để em lấy xe máy em di chuyển ra đường nhựa Long Hưng ra cái trường tiểu học nha anh chị. Rồi, em đã di chuyển ra đường, rồi em di chuyển ra đường nhựa nè anh chị. Là cái vị trí đầu tiên này em đứng em quay cho anh chị xem này ha. Rồi, mình đây về phải nha anh chị. Đó, cái hướng này là di chuyển khoảng 500m đổ lại thôi là tới đường nhựa Long Hưng, ra chỗ chợ, ra trường học ha. Ủy ban thì cũng gần gần đây thôi. Thì nếu anh chị cô chú nào mà về đây mua bánh vườn này cắt nhà ở thì có con cái học thì di chuyển cũng khá là gần ha, cũng rất là thuận lợi, còn đi chợ cũng khoảng 500m đổ lại cũng tới rồi. Đó, cũng rất là di chuyển cho mình đi chợ. Với giá bán là 700 triệu một công nha anh chị. Giá này còn thương lượng chính chủ nha. Giấy tờ thì gia chủ sẽ bao trọn gói cho mình luôn. Miếng đất này là lên tổng diện tích là 1.600m² nha anh chị. Em quay kỹ như vậy để cho biết anh chị ở xa không biết đường vô thì mình coi này mình biết được thông tin chính xác và cái đường vô, cái vị trí đất mình để cần mua ha. Mong anh chị và quý đầu tư like và chia sẻ giúp em để mình em có động lực quay những video mới tìm đất hay nhà hay đất vườn để cho anh chị đầu tư hay là cắt nhà ở ha. Cảm ơn quý anh chị và quý đầu tư nha. Rồi, em đã tới vị trí đường nhựa Long Hưng anh chị ơi. Để em xuống xe em quay trực tiếp cho anh chị xem và nắm rõ hơn nha. Đây là di chuyển thẳng đường này là anh chị là di chuyển về quốc lộ 1A. Đó, về phải là về trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, về hướng Sài Gòn. Còn hướng Mỹ Tho, còn về trái đó, ra quốc lộ 1A là về hướng Cây Lậy, Cần Thơ, Vĩnh Long và Sóc Trăng nha anh chị. Đây di chuyển ở ngoài là khoảng là 3km nữa là tới rồi. Rất là thuận tiện cho anh chị lưu thông ha. Nếu mà anh chị có xe bự á, xe tải, xe ô tô á, mình đậu ở đây ha, mình di chuyển vô trong cái đất mình ha. Còn nếu mà anh chị có xe nhỏ như là 4 chỗ á, như xe gọn gọn như xe cấp á, thì mình di chuyển vô tới đất mình luôn nha anh chị. Đây là trường tiểu học Long Hưng và kế đó là trường trung học Long Hưng. Rất là lớn nha anh chị. Khu này rất là nhộn nhịp nha. Còn buổi sáng á, ở đây á, anh chị thì có cái chợ Chầm Hởm.
ta buôn bán rất là tấp nập và rất là sung túc ha anh chị. Rồi còn cái hướng này nè anh chị là di chuyển về hướng cầu Long Hưng, đường này rất thuận tiện ha. Về hướng Long Hưng thì cái cầu anh chị thì miệng phải là về hướng chợ trái cây Vĩnh Kim, còn miệng trái là về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Rồi đến em kết thúc video, quý đầu tư và anh chị quan tâm cái mảnh vườn này thì liên hệ bên em để bên em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá cả ha. Bác sản đặc biệt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.